Hello, chào mọi người nhé. Video này mình quay về cái tủ lạnh Sanaki. Đối với cái tủ kem này thì tủ đông đá mọi người, tủ đá một ngăn thôi. Đối với tủ này thì chết máy rồi, lốc cũng chết rồi, mình thay cái lốc khác rồi. Đây cái lốc mới, lốc 17 mình thay vào. Thì hiện nay mình chia sẻ cái kinh nghiệm mà theo mình sửa mình hay thấy khi mà tủ nó chết lốc mà. Có nhiều trường hợp thì đã chết rồi mà thay cái lốc khác vào một thời gian nó cũng chết rồi. Đối với tủ này thì mình thay lốc, kiểm tra cái nhớt lốc nó bị bẩn hay không á. Nếu mà bẩn thì mình nên thay pin lọc và xúc đường nóng bằng cách, cũng có nhiều video mình chia sẻ cách xúc rồi, hoặc là tùy một người thợ khác chia sẻ cho mọi người thấy cách nào hợp lý thì mình còn dùng thôi. Xúc luôn dàn lạnh. Dàn lạnh thì hình như mình chưa có làm video đó. Nhưng mà dàn lạnh thì mình hay xúc bằng ga. Ga R22 của máy lạnh nhé. Mình sẽ hàn một cái tia sạc vào đây, với cái đường này, tháo rút cái ra, nói chung là cái đường cuối của cái dàn lạnh về, sau đó xả cái đường này ra, vứt pin lọc đi và bơm G22 vào đây cho nó đẩy từ cái ống to về ống nhỏ. Hôm nào mình sẽ làm một cái tủ nào đó mình quay video lại cái video đó, còn video mình còn mấy video khác mình chỉ quay xúc đèn nóng thôi. Còn một trường hợp nữa là đấy là trường hợp mà nó nghẹt bẩn, nó cũng hay chết lốc. Đặc biệt là đối với tủ kem mình rất là hay gặp hai cái trường hợp này. Hình như mình gặp tủ nào mà chết lốc cũng được, nghẹt bẩn rồi. Nhưng mà tủ này thì mình thấy nhất nó sạch nên mình không xúc nữa, mình chạy thử tầm 10 ngày là ok rồi. Nhưng mà con tủ này còn một cái nữa là hay chết lốc nữa là cái này thì mình thấy mình chạy thử 10 ngày thì mình không ngắt, nhưng mà đôi khi mình rút điện ra. Cái này thì nó oxy hóa rồi mọi người. Đây, cái này nó oxy hóa đây. Cái này nó chạy mình thấy nó không ngắt luôn. Thì cái này chạy không ngắt thì nó hay chết lốc. Trường hợp này là do nóng quá. Nóng quá nha mọi người. Đây một chút này ra. Đó. Nó có cái gì để thái ra. Đây mọi người, cái này nó oxy hóa như này là nó bị hư rồi. Thường thường những cái oxy hóa này có cách chưa hư thì mình nên thay đi. Cái này mình rút thẳng xuống này, đó, cái đầu vòi xuống để ra ngay à, đó. Đây mình nên thay cái này nhé, thì mình thấy đi cái này là âm mới đến 18, 19 độ, 20 độ rồi nhưng mà chẳng ngắt. Thì đối với tủ kem, nhiều tủ kem hay hư là do hư cái này, thì nó sẽ không ngắt được lốc, mà nó chạy lâu nó sẽ nóng và chết lốc. Cái lốc máy thì giá tiền nó rất là cao nên là mình phải để chết, để hư thì mình thay lại nó rất là tốn kém, nên mình làm sao được khắc phục nhất, nó được chết máy nhất trường hợp đấy. Cái này thì mình dùng hai con dùng cái vít ba kem, mình tháo hai lốc ra, rút này ra, ở đây mình chuẩn bị sẵn đây rồi thì mình thay luôn. Đối với cái này thì nó hư luôn cái bóng đèn, cháy luôn cái bóng đèn này. Thì đây mình thay cái bóng đèn luôn. Sáng ra luôn. Thế này mình tháo ra. Mình thay hai lốc, mình vừa tháo xong. Mình tháo khuyên cái mất. Đây mình thay cái bóng này luôn. Ở đây nó có cái gờ chốt này. Mình dẫn cái gờ này vào này. Mình đẩy phía trước là được. Đây. Okay. Bóng cháy mọi người này. Bẻ này luôn. Thích thế à không? Giờ mình chỉ lấy cái ruột bên trong thôi. Đến này hàn nó dễ. Thank you.
trường thế? Biết cất nhà luôn. Con tác chưa? Có ngày bán đi. Ông đi bán bao nhiêu? Hôm qua anh bán 65 ngàn đấy. Cái này thì mình hàn vào này. Mình quay cái hàn này nhé. Đây mình sàn này đi đứt ngược lại, mình đứt vào. Đó. Tiếp tục bóng này mình làm như vậy nhá, mình quay đoạn này như vậy nhá. Đây mình lắp cho hai bóng rồi, bây giờ mình lắp cái này thay cái thứ bắt ta vào cái cốt yếu chú điện này. Cái này bóng sáng thì có hay không quan trọng, đây là báo hiệu thôi. Này nó dài lắm, mình uốn thêm ít ở đây nó vớt được vớt. Cái này chết lốc này, cái này cũng liên quan đến tốn điện này, tại vì nó ít ngắt, nó nhiều tủ lạnh rồi mà gia đình mà la tốn điện đấy. Cái đó hàn được cái chết liền đấy thưa ạ. Cái đấy hàn được. Cái đấy không hàn được. Nhôm cái gì đâu mà nhôm cái đấy được. Cái đấy nhôm pha gang rồi. Chín mươi phần trăm không ăn được. Mình đưa vào thôi. Đó hay rắc điện rồi nhỉ.
giờ đây mới biết. Đây mọi người nghe được rồi nhé. Mình đi cái mã về trước, xuống trước này. Đó. Chắc là ok đó. Phần cái vòi này thì đứt trong cái lỗ lại các bạn. Như cũ thôi. Chút này ra này. Đứt ở trước. Đi hít cỡ nó không đút được nữa thôi. Đấy mọi người. Cái này ướt bớt này. Cái này cắm điện thử nhé. Không sáng này. Nó lốc rung rồi. Cái này mình không cầm được hồi cật dòng ở đây nên mình không cật dòng cho mọi người xem. Nó lốc rung ok đó. Đó. Cái bóng xanh nó nhìn nó hơi tối tối nhưng mà khi nào mà buổi tối mới thấy rõ hơn. Ok, đây mình chia sẻ cái bệnh mà hay chết lốc ấy. Là những quả trường hợp ra nó hay chết cái đó. Nó hư cái này. Nhiều cái tủ mà tốn điện nó chạy nó không ngắt nó hư cái này luôn này. Cái này cái bóng cái là tiện đến đây mình thay luôn thôi. Mình thấy nó cháy rồi á. Cái bóng mà nhìn đục này là cháy đó mọi người. Cháy thì mình không biết nó là nó máy cái bóng này nó báo máy hoạt động hay là không hoạt động nữa. Có điện hay không có điện nữa. Ok, cảm ơn mọi người xem video nhé, chào mọi người.